liên quan đến khả năng đàm phán giữa nga và ukraine tổng thống nga khẳng định nước này chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với ukraine đồng thời cho biết trung quốc brazil và ấn độ có thể là những nhà trung gian tiềm năng trong các cuộc đàm phán hòa bình này Tổng thống Nga cho biết thêm, một dự thảo thỏa thuận hòa bình sơ bộ đạt được trong các cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, có thể làm cơ sở cho các cuộc hòa đàm trong tương lai. Nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị cho là gặp khó khăn sau khi Kiev đưa quân đột kích vùng biên giới Nga hôm 6 tháng 8. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là hành động khiêu khích nghiêm trọng và sẽ bị đáp trả thích đáng. Tổng thống Nga cũng nêu rõ Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự của Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng nói rằng Moscow sẽ không đàm phán với Ukraine sau cuộc tấn công vào Kursk.